Bác lên anh. Ba bố mẹ 7 ký ạ. Bác lên. Mà mỗi một năm thì anh xuất được bao nhiêu? Mỗi một năm được trên 50 tấn. Trời. Cái này lợi nhuận cái chứ. Đây này, đây mình lấy thẳng ở đây này. Thẳng ở đây vừa giới thiệu vừa ấy luôn. Tiền là tiền bao tiền ạ? Tính ra tiền thì một tổng năm thì mình phải sức trên 10 tỷ. Cái kia nó nhanh lớn hơn. Lớn hơn mà có 8 tháng thôi. Con này 100 mấy mà. Họ lại đậu hay ta. Nó lúa ra trời lắm. Lúa dày ghê không? Hai con là cắn nhau rồi chứ. Xanh rồi, xanh nhất rồi. Con tiêu là đồng nhỏ. Nó xanh sáng rồi. Nắp luôn mà. À, đây là mình làm lên. Là mình như cái ba ba bố mẹ. Mình là sức ba ba thì mình thuê cái thêm thời vụ á. Ăn hết bao nhiêu ký thức ăn à? Ăn thì biết nó ăn cá biển, cá biển thì như vậy là nó ăn tới 10 ký, cá viên thì ít cho ăn lắm, cá biển thì cơ bản thì nó thích, cá biển thì cái khó khăn khi mà nuôi cái này nó như thế nào ạ? Cái này cái khó khăn thì bệnh thì nó cũng ít bệnh lắm, nếu mà môi trường tốt thì nó ít bệnh. Nhìn nhìn nó đi. À, cầm cái cây đó luôn, cầm cái cây luôn đó. Cứ cầm đi bình thường, không được tay. Rồi, thế đi đi ạ. Chậm thôi. Nhìn đi mà nhìn vô cái hồ ạ. Rồi, chậm thôi. Nhìn vô hồ luôn. Đúng rồi ạ. À, đúng rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái này là cái gì em chọn chọn chỗ thịt á. Ờ đúng rồi. Không sao đâu. Cho nó đẹp hình thôi. Có đẹp hình thôi, lấy cái nền màu xanh thôi. Có chưa? Anh lượm được cho em chưa? Gửi nhà tôi một cái. Vậy chút đóng nó vô rồi. Thường thường là bác có phải đo cái nước liếc. Dạ rồi ạ. Đấy, đấy, bác lấy cho đấy hộ đấy ạ. Đấy, cái đấy rất quan trọng. Đấy, đúng rồi, đúng, thao tác hết sức từ từ thôi, từng tí một. Úc. Rồi, bước ra xuống, rồi.
Rồi đây. Chơi. Như vậy là đạt không ạ? Lắc. Trong nghề thì mình dòm thấy là biết coi thì mình nó có cái tấm giấy nó. Rồi vậy đó anh. Rồi anh cứ làm đi. Đó, anh cái người sao anh làm. Cái máu thầm mà anh tại nên nó phát tiêu rồi. Rồi anh bấm đi. Nó đi xuống ít giờ. Tự động cho nó ngắt. Dạ. Chứ còn nếu như mà thì mà ba nó ít ăn lắm đó. Ngày nó ăn